trong ruộng đất cấy luôn mà. À, thế mà nó cái màu gây màu Vigotop của công ty UBS này quá đẹp, màu nước quá đẹp mà mỡ ngon luôn, ngon luôn. Trời, bà này, bà nuôi lâu năm lắm rồi. Thím này nuôi lâu năm đó nghe, thím này là má của anh Dương, quản lý khu vực khu nuôi khu ba của anh Tèo. Màu nước quá đẹp, thím nói màu nước này tính ra gây màu quá đẹp cái màu nước, hay quá. À, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn tại các video sau.